Ấn Độ là một bán đảo hình tam giác nằm ở phía nam châu Á, nhưng hầu như ngăn cách với châu lục này bằng dãy núi cao nhất thế giới Himalaya, nên còn được gọi là một tiểu lục địa. Ấn Độ có hai mặt giáp biển, là nơi dừng chân bắt buộc của đường hàng hải Đông Tây. Ở đây, người ta đã tìm thấy những dấu tích của vận người có niên đại hơn 10 triệu năm. Tuy nhiên, những dấu tích tiếp nối bị đứt quãng. Không có hóa thạch xương, nhưng hai nền văn hóa đồ đá cũ đã được phát hiện có niên đại khoảng 400.000 năm, đó là văn hóa Swan ở Tây Bắc và văn hóa Madras ở miền Nam. Đồ đá mới được tìm thấy một cách rộng rãi hơn trên toàn lục địa. Đáng chú ý là sự phát triển phong phú của nền văn hóa đồ đá mới trên lưu vực sông Ấn trong các thiên niên kỷ thứ tư và thứ ba trước công nguyên tạo tiền đề cho sự ra đời nền văn minh đồng thau ở đây. Căn cứ vào các hiện vật thu được, người ta xác định văn hóa sông Ấn có niên đại khoảng 3.000 đến 1.500 năm trước công nguyên, vào thời kỹ nghệ đồ đồng, cùng thời với văn hóa cổ đại Ai Cập và Lưỡng Hà. Nông nghiệp và công thương nghiệp đã phát triển, có thóc dư thừa chứa trong kho. Họ đã có đời sống đô thị khá phát triển về cả mặt vật chất và tinh thần. Chữ viết cũng đã được phát hiện. Tuy nhiên, văn hóa sông Ấn có những dấu hiệu suy sụp nhanh chóng và được thay thế bởi văn hóa sông Hằng của tộc người Arya. Các bộ lạc Arya đã di cư đến lưu vực sông Hằng và lập các làng xóm của mình vào khoảng 1.500 năm trước công nguyên. Nhờ người Arya mà vùng sông Hằng biết cách dùng ngựa, còn người Arya đã học dân bản địa nghề trồng lúa và nhanh chóng chuyển từ chăn nuôi du mục sang định cư nông nghiệp. Đầu thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, một số tiểu quốc của người Arya hình thành trên thung lũng sông Hằng. Cuộc đấu tranh thống nhất thung lũng này đã diễn ra trong nửa sau thế kỷ 6. Khoảng năm 700 trước công nguyên mới xuất hiện chữ viết của người Arya và năm 500 trước công nguyên mới được dùng phổ biến. Văn liệu xưa nhất là bộ kinh Rig Veda cho biết về giai đoạn đầu người Arya đến Ấn Độ. Hai bộ sử Thiramayana và Mahabharata phản ánh tình hình Đông Bắc Ấn Độ trong khoảng 1.000 năm đến 700 năm trước công nguyên. Puranas là một tập hợp các huyền thoại liên quan đến đời sống người Ấn Độ từ khoảng 500 năm trước công nguyên đến 500 năm sau công nguyên. Từ những công xã nguyên thủy, hàng loạt các tiểu quốc đã xuất hiện bên bờ sông Hằng. Bộ máy cai quản quốc gia do vua đứng đầu, đóng ở Kinh Đô, một dạng thành thị cổ. Các quốc gia này thường xuyên cạnh tranh, thôn tính lẫn nhau, trong đó Magadha nhanh chóng chiếm được ưu thế hơn cả. Ông vua đầu tiên của Magadha là Bimbisara. Thời Bimbisara trị vì vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên cũng là thời của Phật. Phật vốn là hoàng tử của nước Sakyat, một tiểu quốc dưới chân núi Himalaya. Trong quá trình phát triển, Sakyat đã sát nhập vào Vrijis. Bimbisara mới làm các việc có ý nghĩa củng cố vương quốc như lập bộ máy hành chính, phát triển nông nghiệp, tăng cường quân đội. Còn là Aratasatru có vẻ sốt ruột với các việc làm của cha, đã ám sát vua và cướp ngôi năm 493 trước công nguyên. Nhưng với 32 năm cầm quyền, ông đã chinh phục được các quốc gia xung quanh, khiến Magadha trở thành bá chủ trên thung lũng sông Hằng. Năm 360 trước công nguyên, Mahapadma Nanda trở thành vua của Magadha. Nanda và vương triều do ông sáng lập đã có những thành tựu đáng ghi nhận như việc cải tạo nhiều công trình thủy lợi, đặt ra thuế má hợp lý, tăng cường quân đội. Đến khi vương triều Nanda kết thúc năm 321 trước công nguyên, Magadha đã thống nhất được phần lớn miền Đông Bắc Ấn Độ. Sau vương triều Nanda là một vương triều mới, có tên là Maurya, gọi theo tên bộ lạc. Thủ lĩnh của bộ lạc này là Chandragupta, xuất thân là một bộ tướng dưới triều Nanda. Ông đã củng cố nền cai trị đất nước và tiến hành chinh chiến mở rộng quyền lực của mình. Dưới thời của Chandragupta, vương triều Maurya đã kiểm soát được phần lớn bán đảo Ấn Độ. Chandragupta qua đời năm 297 trước công nguyên, còn là Bindusara kế ngôi. Bindusara đã tiếp tục theo đuổi cuộc chinh chiến của cha mình. Thực tế là ông đã hoàn thành việc chinh phục bán đảo, trừ một phần mỏm cực nam không cần chinh chiến vì dân ở đây đã thần phục. Phần duy nhất chưa chịu khuất phục là Kalinga ở đông bắc. Khi con của Bindusara là Asoka kế vị, vương triều Maurya đã phát triển đến mức cực thịnh. Năm 260 trước công nguyên, Asoka tiến đánh Kalinga. Một cuộc chiến dữ dội, ác liệt đã diễn ra và toàn bộ bán đảo đã thuộc quyền cai quản của triều Maurya. Ông còn cử sứ thần đặt quan hệ ngoại giao với các nước xung quanh, khuyến khích việc giao thương với nước ngoài, mở mang đường xá, bến cảng. Phật giáo cũng đã phát triển rất mạnh thời kỳ này, nhiều phái bộ đã được cử đi khắp nơi để truyền bá đạo Phật. Dưới thời Asoka, vương triều Maurya đã thực sự trở thành một đế chế Ấn Độ cổ đại. Sau khi Asoka chết năm 232 trước công nguyên, triều Maurya suy sụp hẳn. Sự phát triển không đồng đều về kinh tế xã hội và sự phân cắt của điều kiện tự nhiên chưa thể tạo ra nền thống nhất thật sự sau gần một thế kỷ.
Trong khoảng 5 thế kỷ tiếp theo, từ năm 232 trước công nguyên đến năm 326 công nguyên, Ấn Độ rơi vào một thời kỳ chia cắt phức tạp, các cuộc chiến tranh xảy ra liên miên. Tuy nhiên đây không phải là giai đoạn khủng hoảng tan rã, mà là một giai đoạn chia cắt để phát triển cao hơn và tương đối đồng đều nhau trong từng phần của bán đảo. Vào năm 320, trên một phần lãnh thổ Magadha trước đây, Vương triều Gupta được thành lập. Người sáng lập vương triều này là Chandragupta I đã nhanh chóng bành trướng thế lực của mình trên toàn bộ Magadha. Con trai ông, Samudragupta, tiếp tục chinh phục được các quốc gia ở thượng lưu sông Hằng và miền trung Ấn Độ. Nhiều vương quốc nhỏ cũng trở thành chư hầu và phải cống nộp cho Samudragupta. Dưới thời trị vì của Chandragupta II, đế quốc Gupta trở nên cực thịnh. Ông đã khuất phục được miền Tây Bắc Ấn Độ và như vậy đã thống nhất được toàn bộ miền Bắc và một phần miền trung bán đảo. Cũng chính trong thời đại trị vì của Chandragupta II, Ấn Độ đạt tới một trình độ văn minh chưa từng có, được biểu hiện ở sự phát triển thịnh vượng của nền kinh tế và văn hóa. Từ giữa thế kỷ thứ 5 trở đi, đế quốc Gupta bắt đầu suy yếu. Cùng lúc đó, một bộ phận người Hung Nô ở vùng Trung Á đã liên tục xâm nhập Ấn Độ. Năm 490, thủ lĩnh của người Hung Nô là Toramana đã xâm chiếm một phần Tây Bắc bán đảo. Sau khi Toramana chết năm 515, người kế vị là Mihirakula đã được kế thừa một đế quốc rộng lớn mênh mông, bao gồm một phần Trung Á và Ấn Độ. Cuộc xâm lăng Ấn Độ của người Hung Nô vô cùng tàn bạo, nên sự thống trị của họ không được vững chắc. Sau khi Mihirakula chết năm 540, sự thống trị của người Hung Nô không còn. Ấn Độ lại bị chia thành nhiều tiểu quốc và chịu cảnh hỗn loạn mấy chục năm nữa. Cuối thế kỷ thứ 6, vương quốc Stanisvara ở phía bắc bán đảo bắt đầu cường thịnh. Vua nước này là Hasavahana đã tiến hành nhiều cuộc chiến tranh và chinh phục được hầu hết lãnh thổ của đế quốc Gupta trước kia, bắt các tiểu quốc khác phải thần phục và cống nạp. Dưới thời Hasavahana, Ấn Độ phát triển mạnh mẽ về cả kinh tế và văn hóa, nhân dân nhìn chung được sống trong cảnh thanh bình. Cứ 5 năm một lần, Hasavahana lại tổ chức một đại lễ bố thí. Ông cho mời tất cả những người nghèo khổ và đại diện các tôn giáo trong cả nước đến, rồi dùng quốc khố thu được trong 5 năm để bố thí cho họ. Danh tiếng của Ấn Độ dưới thời Hasavahana đã vượt ra bên ngoài, khiến cho nhà sư Huyền Trang đã từ nước Đại Đường vượt qua muôn vàn gian khổ để đến Ấn Độ. Theo những ghi chép của Huyền Trang thì Hasavahana là một vị minh quân, cai trị một đất nước hùng mạnh. Tuy nhiên, khi Hasavahana chết năm 648, không có con kế vị, ngôi vua bị rơi vào tay một kẻ đại thần. Quốc gia hùng mạnh do ông lập nên đã tan rã. Từ sau khi Hasavahana chết cho đến hết thế kỷ 12, Ấn Độ lại rơi vào tình trạng chia cắt, các lãnh chúa phong kiến đánh lẫn nhau và liên tục bị bên ngoài xâm lược. Trong số các tiểu quốc ở miền Bắc bán đảo, nước Kanauji không ngừng lớn mạnh và chinh phục được một lãnh thổ khá rộng lớn. Trong khi mở rộng cương giới sang phía đông, nước này đã gặp phải sự chống đối quyết liệt của Pala. Cuộc chiến giữa hai bên kéo dài, làm cho tình hình miền Bắc Ấn Độ càng rối loạn và suy yếu. Vào thế kỷ thứ 7, ở miền trung Ấn Độ hình thành nước Chalukya khá hùng mạnh và duy trì được nền độc lập của mình tương đối lâu dài. Cùng trong thời gian này, ở miền nam xuất hiện vương quốc Pallava. Đến giữa thế kỷ thứ 8, Chalukya suy yếu, vương quốc Rashtrakuta đã đánh bại Chalukya và thôn tính miền trung Ấn Độ, trở thành một đất nước cường thịnh. Đến cuối thế kỷ thứ 10 thì Rashtrakuta lại bị Chalukya đánh bại. Trong khi đó, vương quốc Pallava ở miền nam bị tan rã và rơi vào tay nước Chola. Người Chola dần làm chủ được một lãnh thổ khá rộng lớn. Trong thời kỳ đỉnh cao của mình, Chola còn chiếm được cả một phần Miến Điện, Mademan và Nikodarai. Như vậy, đến thế kỷ 11, Chalukya và Chola là hai nước lớn mạnh nhất ở miền Nam Ấn. Nhưng sự lớn mạnh đó không được lâu, những cuộc đấu tranh, khởi nghĩa của nhân dân đã khiến cho hai nước này suy yếu. Các tiểu quốc chư hầu dần thoát khỏi sự khống chế của Chalukya và Chola. Trong tình trạng đất nước bị chia cắt như vậy, Ấn Độ lại thường xuyên bị ngoại tộc xâm nhập, đặc biệt là người Hồi giáo ở phía Tây Bắc. Những cuộc tấn công của người Hồi giáo đã làm cho miền Bắc Ấn Độ bị phá hoại nghiêm trọng. Thời kỳ này cũng chứng kiến sự suy sụp của đạo Phật do những giáo lý của nó không còn phù hợp với xã hội và quyền lợi của giai cấp thống trị. Trong khi đó, Ấn Độ giáo được hình thành từ đạo Bà La Môn đã phát triển rất nhanh và trở thành quốc giáo của Ấn Độ cho đến ngày nay. Vào cuối thế kỷ 12, miền Bắc Ấn lại liên tục bị người Hồi giáo xâm lược. Đến năm 1200, hầu hết khu vực này đã rơi vào tay người Hồi giáo, trở thành một phần của đế quốc Gurid do Andin Mohammed cai trị. Năm 1206, Mohammed bị giết, một tướng lĩnh của ông ta là Aibek không chịu thừa nhận vua mới, tự tách Bắc Ấn Độ ra thành một quốc gia riêng, gọi là Sultan, đóng đô ở Delhi. Từ đó cho đến năm 1526, tuy thay đổi nhiều vương triều, nhưng hầu hết người Hồi giáo cai trị Ấn Độ đều lấy Delhi làm kinh đô,
nên lịch sử gọi vương quốc này là Delhi Sultan. Trong thời kỳ đầu của vương quốc Delhi Sultan, đất nước thường xuyên bị chiến tranh và chia cắt, các lãnh chúa phong kiến Hồi giáo không chịu sự kiểm soát của vua. Trong tình hình ấy, người Mông Cổ đã nhiều lần đột nhập, tàn phá và cướp bóc Ấn Độ. Năm 1265, Ban Ban lên làm vua, ông đã thi hành nhiều biện pháp nhằm củng cố quyền lực của mình, tổ chức một lực lượng quân đội thường trực rất lớn. Nhờ vậy, Ban Ban đã bảo vệ được đất nước trước các cuộc tấn công của quân Mông. Sau khi Ban Ban chết năm 1287, những người kế tục ông còn tiếp tục phải đối phó với nhiều đợt tấn công nữa của người Mông Cổ. Dưới thời Alauddin, quân Mông Cổ đã tiến hành 3 cuộc xâm lược lớn vào Ấn Độ, nhưng đều bị đánh bại. Sau khi bảo vệ được lãnh thổ của mình, các vua của Delhi Sultan đã thực hiện kế hoạch bành trướng xuống phía Nam. Cho đến năm 1325, Delhi Sultan đã kiểm soát được hầu hết bán đảo. Tuy nhiên, những cuộc đấu tranh dai dẳng của các lãnh chúa phong kiến và những cuộc xâm lược tiếp theo của người Mông Cổ đã khiến cho Delhi Sultan suy yếu. Đến thế kỷ 15, lãnh thổ của vương quốc chỉ còn rất hẹp quanh vùng Delhi, còn phần lớn Ấn Độ chia ra thành nhiều nước nhỏ, không ngừng đánh chiếm lẫn nhau. Nhân khi Ấn Độ rối ren và suy yếu, năm 1525, một quý tộc vùng Trung Á là Babur đã dẫn 12.000 quân xâm lược Ấn Độ. Năm 1526, Babur đã đánh bại được Delhi Sultan, đặt nền móng cho đế quốc Mughal. Năm 1530, Babur chết. Trước đó, ông đã chia đất đai chiếm được cho các con trai của mình. Con trai cả là Humayun được chia phần chủ yếu của Ấn Độ, nhưng mỗi người con của Babur lại tự coi mình là các tiểu vương độc lập, không chịu thần phục Humayun. Cuộc nội chiến tương tàn giữa những người con đã nổ ra. Lợi dụng sự chia rẽ đó, lãnh chúa vùng Bengal là Sơ Sa đã đánh bại Humayun và chiếm được phần lớn lãnh thổ của đế quốc. Sau 12 năm gian khổ, Humayun tập hợp được một đạo quân người Iran rồi trở về chiếm lại Delhi, khôi phục ngai vàng. Năm 1556, Humayun chết, con là Akbar nối ngôi khi mới 13 tuổi. Lúc đó, lãnh thổ của đế quốc rất nhỏ. Akbar đã tận lực mở rộng đất đai bằng các cuộc chiến tranh chinh phục. Sau nhiều chiến dịch tàn khốc, ông đã chiếm được toàn bộ miền Bắc Ấn Độ. Sau đó, ông bắt tay vào tổ chức lại đế quốc của mình bằng một loạt những cải cách. Những cải cách của Akbar đã khiến cho mâu thuẫn xã hội và tôn giáo giảm đi rất nhiều, chính trị được củng cố, kinh tế phát triển. Sau khi Akbar chết năm 1605, con trai ông là Jahangir lên nối ngôi, chẳng những là một người tầm thường mà còn xa hoa, trụy lạc. Thời kỳ cai trị của Jahangir khiến đất nước rơi vào tình trạng bất ổn và chia rẽ, đời sống nhân dân điêu đứng. Năm 1627, Jahangir chết, một người con của ông là Shah Jahan đã giết hết các em để chiếm ngôi và để khỏi lo hậu họa. Trong thời kỳ cai trị của mình, Shah Jahan cũng xa hoa và cuồng bạo như cha. Ông đã tiến hành nhiều cuộc chiến tranh để mở rộng lãnh thổ. Thắng lợi trong những cuộc chiến ấy khiến cho đế quốc Mughal trở nên rất rộng lớn, nhưng cũng làm cho sản xuất bị đình đốn, ruộng đồng bị bỏ hoang, nhân dân phải chịu thuế khóa nặng nề nên rất cực khổ. Đến cuối đời Shah Jahan, tình trạng chém giết lẫn nhau để đoạt ngôi lại tái diễn. Cuối cùng, một người con của ông là Aurangzeb đã giành được thắng lợi. Tuy nhiên từ đó về sau, đế quốc Mughal ngày càng suy yếu và đến thế kỷ 18 thì diệt vong. Là nước có hương liệu, gia vị, lại nổi tiếng với nhiều mặt hàng thủ công truyền thống, Ấn Độ đã từ lâu thu hút sự chú ý của phương Tây. Từ cuối thế kỷ 15, một số nước phương Tây đã tiến hành những cuộc thám hiểm để tìm đường biển sang Ấn Độ. Trong đó, người Bồ Đào Nha là những người đầu tiên thiết lập nên các thương điếm ở ven biển, dùng vũ lực buộc các vương công Ấn Độ phải mở cửa buôn bán với mình. Nhưng Bồ Đào Nha không đủ lực lượng để mở rộng chiếm đóng đất đai, họ cướp đoạt, bắt cống nạp hoặc mua rẻ hàng hóa Ấn Độ mang về nước. Cuối thế kỷ 16, Bồ Đào Nha suy yếu và bị Hà Lan đánh bại. Từ đó, Hà Lan dần chiếm phần lớn các thuộc địa của Bồ Đào Nha ở Ấn Độ. Họ đã thành lập công ty Đông Ấn Hà Lan. Công ty này được chính phủ Hà Lan ưu đãi về thuế, được tổ chức quân đội, đúc tiền, tuyên chiến, giảng hòa nhằm tăng cường khai thác những nguồn lợi ở Ấn Độ. Sau đó, Anh và Pháp cũng thành lập công ty Đông Ấn của mình, chiếm các thương cảng. Như vậy từ cuối thế kỷ 16 trở đi, Ấn Độ trở thành nơi tranh chấp quyết liệt của thực dân phương Tây, khiến cho đất nước vốn đã chia rẽ càng trở nên kiệt quệ. Giữa thế kỷ 18, sau cuộc chiến tranh 7 năm ở châu Âu, thực dân Anh đã giành được địa vị thống trị chủ yếu ở Ấn Độ. Sau đó, họ thực hiện tăng cường bành trướng đất đai. Đến thế kỷ 19, toàn bộ Ấn Độ đã nằm trong tay nước Anh, ngoại trừ một số thương cảng của Bồ Đào Nha, Pháp, Đan Mạch. Song song với quá trình xâm lược, Anh đặt ách cai trị lên Ấn Độ, biến nơi này trở thành thuộc địa để vơ vét, bóc lột và tiêu thụ hàng hóa. Hậu quả của nó tất nhiên là sự bần cùng, chết đói của nhân dân, nền nông nghiệp, thủ công nghiệp bị suy sụp, nền văn minh lâu đời bị phá hoại. Nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra trên khắp đất nước, nhưng đều bị dập tắt.
Tuy vậy, một số yếu tố mới của chủ nghĩa tư bản đã xuất hiện như đường xá giao thông, các phương tiện vận tải liên lạc, các hầm mỏ, thành phố, hải cảng. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ đã phát triển mạnh mẽ, khiến người Anh phải dần dần nhượng bộ. Năm 1947, dưới sự dàn xếp của Anh, trên lãnh thổ Ấn Độ thành lập hai nước là Pakistan và Liên bang Ấn Độ. Chính phủ Anh lần lượt chuyển giao chính quyền cho Đảng Quốc Đại và Liên đoàn Hồi giáo. Sau đó, hai nước này tổ chức ngày độc lập và thành lập chính phủ của riêng mình. Năm 1949, 555 trên 601 công quốc đồng ý gia nhập Ấn Độ, số còn lại gia nhập Pakistan. Như vậy, từ một xứ sở phân tán, Ấn Độ đã trở thành một quốc gia thống nhất. Cũng trong năm này, hiến pháp mới được thông qua. Theo đó, Ấn Độ là nước cộng hòa, các quyền dân chủ, công lý trên mọi lĩnh vực được đảm bảo. Sau khi giành được độc lập, Ấn Độ đã thực hiện những cải cách chính trị, kinh tế, xã hội nhằm đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. Ngày nay, Ấn Độ có nền kinh tế lớn thứ 6 trên thế giới, là một cường quốc quân sự, sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời là thành viên của hầu hết các tổ chức quốc tế lớn. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn phải đối mặt với những thách thức như nghèo đói, phân hóa giàu nghèo cao, tham nhũng, tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng, nhiều tư tưởng, hủ tục lạc hậu vẫn còn tồn tại và chủ nghĩa khủng bố,